chào quý anh chị và các bạn ạ. Chúc quý anh chị và các bạn có buổi tối giao lưu âm nhạc và khiêu vũ thật là tuyệt vời, hạnh phúc. Mời quý anh chị và các bạn cùng nghe nhạc Phật riêng một góc trời.
gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau. Nhạc cảm ơn.